Xin chào các bạn thân yêu, lại là mình Sakura đây, rất vui gặp lại các bạn. Aladdin 2019 là một phiên bản live action đầy màu sắc sống động và không kém phần hồi hộp, được chuyển thể từ bộ phim hoạt hình kinh điển cả hãng phim Disney. Câu chuyện xoay quanh chàng hoàng tử khu ổ chuột Aladdin, một thanh niên trẻ tuổi dũng cảm và nàng công chúa Jasmine mạnh mẽ, đương nhiên phải kể đến thần đèn người nắm giữ chìa khóa thay đổi tương lai sau này của họ. Không để mọi người đợi lâu, mình vào nội dung phim nhé. Mở đầu phim ta thấy có một cái hang động hình đầu rồng kỳ quái. Bên trong vang ra tiếng nói, chỉ có một người có thể vào trong, một người không nói dối, không tham, không sân, không si, chắc chỉ có bậc thánh. Chứ người thường ai tốt được như vậy chứ, đúng không các bạn? Hôm sau, một khu chợ sầm uất, người phụ nữ khen con khỉ dễ thương, nó tên là gì vậy? Chủ nhân con khỉ này là nam chính Aladdin. Anh nói con khỉ tên Abu. Sau khi nói chuyện xong, chiếc vòng cổ của cô gái bị mất, mình nghĩ chắc nó rớt, chứ nam chính ai lại trộm đồ đúng không? Sao anh ấy bỏ chạy nhỉ? Vậy chắc nhầm lẫn gì rồi, con khỉ lấy các bạn ạ, không phải nam chính nè. Nói đùa thôi, chứ Aladdin là một người ăn trộm, nhưng khác lạ là anh có tâm, ngay khi đổi được túi trà là, anh đã san sẻ cho người nghèo, mà không giữ lại cho bản thân. Cùng lúc ta thấy một cô gái xinh đẹp lấy hai chiếc bánh cho hai bé trai đói bụng. Cô bị chủ quán cho là ăn trộm, cô nói mình không có tiền trong người. Hắn liền giật tay của cô lấy chiếc vòng bằng vàng. Lúc này Aladdin xuất hiện, anh vào giải vây cho cô gái. Anh nói cô hãy tin anh, và đưa chiếc vòng cho tên chủ quán. Hai người chạy đi. Anh nói chiếc vòng của cô ở đây nè. Tên chủ quán lúc này mới nhận ra bị lừa. Hắn truy hô lên cướp, đồ chuột cống. Aladdin cho con khỉ dẫn đường để cô gái thoát thân. Aladdin đánh lạc hướng quân lính. Anh có vẻ thích thú với việc đuổi bắt này, đúng là ăn cắp quen tay mà. Anh tỏ ra tự tin còn chơi đùa với đám quân lính. Anh chỉ lấy những gì mình không mua được. Anh nắm tay kéo cô gái lên xe ngựa. Đám quân lính rượt sát chân hai người nhưng đạo diễn vẫn không cho bắt. Anh nói phải ăn để sống, phải cướp để ăn. Anh bảo cô nhảy qua tòa nhà đối JVKVKGN. Hãy nhìn anh tin cô làm được. Với tài trí của mình anh đã lừa được đám lính. Anh cô đến một nơi anh cho là an toàn. Tên pháp sư này đang tìm viên kim cương thô, gã người hầu cho rằng viên kim cương thô đó không hề tồn tại, và vị trí của ngài là sau quốc vương, đúng thứ hai, vẫn chưa đủ sao. Hắn tức giận nói với người hầu, ngươi cho rằng vị trí thứ hai với ta là đủ sao, nó chưa xứng đáng với những gì ta bỏ ra, và cái ta cần là cây đèn. Nói đến đây hắn đá người hầu văng xuống giếng. Quay lại chàng Aladdin, anh dẫn cô nàng đến nhà mình, nơi đây thật thú vị, như một lâu đài nhỏ bé có view biển. Anh mời cô uống trà. Và đoán được cô là người trong hoàng cung, từ cái vòng tay và bộ quần áo trên người, không phải ai cũng được mặc, nghĩa là cô là người hầu của công chúa. Anh chỉ cô ngắm thành phố phía trên. Thật kỳ diệu, thành phố Azabat hiện lên thật xinh đẹp. Anh đề xuất cô nên ra ngoài nhiều hơn, và lâu lắm rồi không ai thấy công chúa ra ngoài. Cô nói từ khi nữ hoàng bị giết, quốc vương cấm túc công chúa, từ đó mọi người lo sợ. Anh thừa nhận mình mất cha mẹ lúc còn nhỏ, nhưng có con khỉ làm cha mẹ của mình rồi. Anh cứ lẫn quẩn trong nơi này, anh không biết làm sao thoát khỏi. Có một chiếc thuyền treo cờ hoàng gia nước bạn xuất hiện, cô nói mình cần trở lại cung điện ngay. Cô hỏi anh giữ vòng tay của mình đúng không? Anh tìm nhưng không thấy, co cho rằng mình ngây thơ mới tin lời tên trộm. Và bỏ chạy đi. Lúc này có một tên lính hung hãng cởi ngựa vào chợ. Aladdin nhanh tay ôm bé gái ra khỏi con ngựa, không thì cô bé đã bị thương. Tên này nói anh là chuột cống, ngươi sinh ra đã không giá trị và chết đi cũng không có giá trị. Nói xong hắn bỏ đi. Chàng trai Aladdin buồn vã trở về nhà. Về đến nhà cậu hát lên những câu bi thương số phận của một gã bần nong, chuột cống, và đời chàng là một gã nghèo cùng dưới đáy của xã hội. Lúc này Abu lấy chiến lợi phẩm đưa cho chàng, càng lắc đầu nói, Abu có thời ta đi ăn trộm, nhưng cũng có thời ta sẽ không trộm, nhưng cái chắc chắn là không. Ở hoàng cung vị hoàng tử Andes được chào đón nồng hậu, nàng công chúa bước ra, xinh đẹp lộng lẫy, đôi mắt nàng thật sâu lắng. Sau khi vua giới thiệu đây là con gái mình, hoàng tử khen nàng, tại sao không ai nói với chàng rằng nàng là một tiên nữ xinh đẹp. Công chúa thấy chàng trai phóng túng, nên nàng bảo với anh, chúng ta có cùng chủ đề nhưng chưa bao giờ được tả theo chung một cách, thật khó hiểu đúng không các bạn? Hoàng tử đúng là người vui tính, chàng hỏi em đừng nói là con đó là con mèo mà nó có sọc nha. Tin tôi đi, con mèo này không dễ gần đâu các bạn. Sau buổi ra mắt, tên pháp sư trách nhà vua từ chối hôn sự có nghĩa từ chối liên minh quân sự mạnh mẽ, hắn muốn đánh chiếm Sezabat. Trong khi Sezabat là quê hương của mẹ công chúa và là đồng minh vững mạnh của vương quốc, hắn bị nhà vua nhắc nhở, cha pha anh hãy nhớ vị trí của mình. Hắn xin lỗi đức vua và đi ra, nhưng tham vọng của con người hắn quá lớn.
hắn quay lại thơ nhiên nhà vua, để vua thấy rằng xâm chiếm Sejabad là điều đúng đắn. Lúc này công chúa đến yết kiến, cha nàng khuyên con gái đã lớn tuổi rồi, con hãy cho hoàng tử cơ hội đi. Nhưng nàng nói với cha, không hoàng tử nào thương thần dân hơn chính con gái của cha. Vua khuyên nàng con gái sao có thể là quốc vương kia chứ, chưa bao giờ có trong lịch sử 1000 năm của vương quốc này. Nàng bộc lộ khí chất quân vương, nàng đã đọc tất cả sách, đi mọi nơi, nhưng để thay đổi xã hội này liệu có dễ chăng với cô gái nhỏ bé này. Tên pháp sư áp đảo nàng chỉ là con gái xa có kinh nghiệm trị vì, rồi các bộ lạc nổi dậy đánh phá khắp nơi, ai sẽ kiểm soát đây? Bị cha pha thuyết phục, ông đuổi con gái về phòng. Nàng thất vọng rời đi, tên pháp sư xuất hiện bảo nàng hãy yên phận công chúa và xuất giá đi thôi là được. Con mèo gầm gừ hắn liền bỏ đi, về phòng nàng hát lên những lời trong đáy lòng của mình. Nên buông xuôi theo số phận hay phản khan lại đây, không một ai hiểu tâm trạng của nàng. Nàng không thể khóc, không thể gục ngã trong lúc này, mặc dù mọi người muốn nàng im lặng phục tùng. Chàng Aladdin qua mặt lính canh một cách dễ dàng để trả lại chiếc vòng cho cô gái. Con vẹt vô tình thấy được đã quay về báo cho pháp sư nghe, tham vọng đã lấn át con người hắn. Hắn muốn trị vì vương quốc này, con vẹt nói có trộm, và tên trộm trong hoàng cung này chính là viên kim cương thô mà hắn tìm bấy lâu nay. Aladdin rất nhanh và thông minh nên đi lại nơi này không làm khó được chàng. Aladdin làm sao biết được mọi hành động đều có một người nhìn thấy. Nàng hầu thay y phục cho công chúa, nàng hầu tên là Dahlia. Nàng bảo có hoàng tử đẹp trai cưới công chúa sao không đồng ý, không có miếng mê trai nha các bạn. Công chúa chỉ muốn làm cô ốc vương, nàng nhắc lại lời mẹ mình, ta chỉ hạnh phúc khi ta tìm thấy thứ thật sự làm ta hạnh phúc. Dahlia nói mẹ cô chỉ muốn cô an toàn thôi. Công chúa cho rằng mình có thể làm nhiều thứ hơn là cưới một hoàng tử. Dahlia nhìn thấu được công chúa, nàng không muốn lấy anh đẹp trai bởi vì nàng thích tên nhóc ở chợ, có người gọi cửa, thật bất ngờ đó là Aladdin, có kéo chàng vào trong, thật ra trả vòng chỉ là cái cớ để anh đến thăm người đẹp cho thỏa nỗi nhớ nhung. Anh đeo chiếc vòng lên tay mà cô không hay biết. Anh hỏi nàng có muốn đi dạo cùng anh không, thật là vi diệu một người thường làm sao có thể đi lại tự do trong hoàng cung như nhà của mình được. Đang nói chuyện thì Dahlia xuất hiện, công chúa ra ám hiệu, để Dahlia biết được và phối hợp theo rằng chính Dahlia là công chúa Jasmine. Nàng Dahlia vẫn hơi bối rối trước cảnh này, nàng nói lắp bắp cung điện, nhà xe, váy đẹp, và viện cớ làm sạch con mèo. Anh nói con mèo này không biết tự làm sạch mình à, có vẻ anh thân thiện với loài thú, nên nó mến anh như người thân. Aladdin hẹn gặp nàng ở đài phun nước khi mặt trăng lên. Công chúa bị hút hồn từ chàng trai tài hoa này. Chưa ra khỏi cung, Aladdin đã bị tóm rồi. Anh được lính canh hộ tống đi trên sa mạc. Khi tháo khăn trùm đầu, kế bên là tên pháp sư. Hắn tiết lộ thông tin chiếc vòng đó là của nữ hoàng. Vậy người đeo chiếc vòng là ai? Chắc Aladdin tự hiểu chứ. Anh quá bất ngờ với sự thật này. Nếu cô ấy là thị nữ thì anh còn có cơ hội. Nhưng như thế thì mọi chuyện lại khác xa. Gã pháp sư là một tay trộm đồ xin xỏ. Aladdin không ngờ hắn cao tay hơn cả anh. Trộm mọt trái táo thì trộm vặt, còn trộm một vương quốc trở thành một chính khách. Anh có khả năng là người mạnh nhất hoặc chẳng là gì cả. Hắn nói mình sẽ khiến cho Aladdin trở nên giàu có và quyền lực có thể xứng đáng với công chúa, nhưng không phải miễn phí. Aladdin hỏi mình cần làm gì. Có một hang động gần đó, trong đó có một chiếc đèn đầu, hãy mang nó cho hắn. Hắn sẽ khiến Aladdin đủ giàu xứng với công chúa. Anh không là gì cả, cho nên hãy bắt đầu ngay bây giờ. Mặt trăng dần lên cao, công chúa đứng đợi Aladdin với lời hứa của anh, nhưng làm sao nàng biết được anh đã bị bắt đi. Trở lại trước hang động kỳ quan, tên pháp sư dặn dò Aladdin khi bước vào trong sẽ có vô số vàng, kim cương, những thứ quý giá cả đời anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy được. Hãy nhớ lấy chiếc đèn dầu thôi nhé, và anh sẽ giàu có tự do. Cái hang bừng sáng với những câu nói quái dị, một người có thể vào đó là viên kim cương thô. Pháp sư nhắc anh cẩn thận đừng lấy gì ngoài cái đèn. Bước vào trong cảnh tượng thật bất ngờ, đúng như những gì pháp sư nói, nơi này chứa rất nhiều vàng bạc đá quý. Aladdin còn thấy một tấm thảm biết bay bị kẹt bởi một tảng đá to lớn. Anh bắt tay chào hỏi và giúp tấm thảm thần kỳ thoát khỏi tảng đá. Tấm thảm bay lượn ôm chầm lấy anh. Anh tiếp tục hành trình leo lên tảng đá cao nhất lấy cây đèn thần. Anh vô tình trượt chân bởi một viên hồng ngọc. Khi anh chạm vào cây đèn thần cũng chính lúc đó chú khỉ à, Mu đã bị mê hoặc bởi viên hồng ngọc. Mọi tai họa bắt đầu xảy ra. Hang động rung chuyển, anh nhảy trên các tảng đá, chỉ cần một chút sơ sót thì dung nham sẽ nuốt chửng anh. Rất may mắn có sự giúp đỡ của tấm thảm thần kỳ, nếu không thì anh và Abu đã bị nấu chín, nhưng may mắn không bao giờ mỉm cười hai lần đúng không các bạn? Gã pháp sư chỉ muốn anh đưa cây đèn trước, Aladdin nhẹ dạ nghe theo và hắn đà trả ơn bằng cách tiễn Aladdin xuống vực sâu. Chú khỉ Abu nhảy kéo pháp sư vẫn bị hắn ném xuống cùng Aladdin. Gã pháp sư độc ác ra khỏi hang mới phát hiện chiếc đèn đã biến mất. Hắn gào lên. Lúc này Aladdin đã an toàn nhưng cửa động đã biết rồi, tấm thảm chỉ vào cây đèn, báo hiệu đó là cách duy nhất có thể thoát ra ngoài. Anh bắt đầu chà lên cây đèn, từ trong cây đèn có làn khói màu xanh bay ra, và trước mặt anh là một vị thần cao to đen hôi.
nhầm xanh mới đúng chứ. Ông nói ta đứng đây với lời thề trung thành của mình với ba điều ước. Đang ngồi thì thần đèn lại hỏi nhoi nhoi, ê nhóc, chủ của cậu đâu? Cái người mà triệu hồi ta ấy. Ta không phải khổng lồ đâu, ta là thần, và ta đã làm việc này rất lâu rồi. Nói một hồi mới biết cậu là người đã trà cây đèn. Nói xong thần xin phiền cho mình thư giãn một chút, bởi vì cậu là chủ của mình. Cậu hỏi ông bị nhốt trong này bao lâu rồi? Ông nói khoảng 1000 năm gì đấy. Ông hỏi cậu không biết gì về ta à, điều ước, cây đèn chẳng hạn. Cái đó chắn là lần đầu rồi. Thần đèn biến công nhân khỉ thành một tay chơi nhạc siêu cấp VIP Pro. Thần đèn bắt đầu bài hát giới thiệu sương sương về bản thân. Chúc mừng Aladdin, khi nắm trong tay vị thần không bao giờ thất bại. Nói đến thế mà Aladdin vẫn chưa hiểu, ông lại biểu diễn cơ tay múa chân các kiểu. Aladdin cùng nhảy múa với thần đèn, vừa hát thần đèn vừa giải thích, cậu sẽ không có một người bạn nào như tôi, có thể cho cậu mọi thứ cậu ước đâu. Hướng dẫn sử dụng xong, cậu chỉ cần làm theo bước 1 trà đèn, bước 2 nói điều ước, dĩ nhiên không có bước 3 rồi. Hoặc có thể hồi sinh ai từ cõi chết, cậu có thể thoải mái ngắt lời ta, ta đùa á, cậu làm vậy chắc ta sẽ vui hen anh bạn vô duyên. Và thần đèn còn nói, qua thời gian cậu sẽ biết mình muốn gì. Nhưng cậu đừng ước tiền và quyền lực nhé, vì không có đủ tiền và quyền lực trên thế giới này cho cậu hài lòng đâu. Aladdin rất tinh ranh, trong lúc thần đèn mãi mê nói chuyện, anh giấu chiếc đèn ra phía sau và nói điều ước, hãy đưa tôi ra khỏi nơi này. Vừa nói xong, trong vòng 3 nốt nhạc anh đã xuất hiện phía ngoài hang động. Thế giới bên ngoài thật rộng rãi thoải mái, đã lâu lắm rồi thần đèn mới thấy ánh mặt trời. Trong cây đèn chỉ có mỗi Đồng Thao, một người vĩ đại nhưng không gian sống lại bé tẹo. Anh hỏi thần đèn điều ước của ông là gì, nghe thật vô lý đúng không các bạn, xưa nay chưa ai hỏi thần đèn câu nào như vậy. Thần đèn vẫn cười và đáp, ta chỉ mong mình được tự do, trở thành một người bình thường, có một gia đình ấm áp thôi. Aladdin hứa sẽ dùng điều ước cuối cùng để cho thần đèn tự do. Thần đèn không tin điều đó, con người ước muốn càng nhiều thì họ càng không thấy đủ về điều đó. Nhìn qua ánh mắt là biết ngay Aladdin đang yêu rồi. Thần đèn hỏi cô gái anh yêu là ai. Aladdin nói về công chúa là một người xinh đẹp, thông minh, anh muốn lấy được nàng về làm vợ. Nhưng anh nghĩ để lấy được nàng thì anh phải là chàng hoàng tử. Thế nên điều ước đầu tiên là thần đèn hãy biến anh thành hoàng tử. Trước khi biến cậu thành hoàng tử, ông nhắc lại nếu cô ấy thật lòng yêu cậu, tại sao cậu lại phải thay đổi chứ. Ông không những là vị thần mà còn là nhà thiết kế thời trang độc lạ. Biến Aladdin thành người đỏ chói, xong lại vàng ống ánh kim sa hột lựu. Thế là phiên bản hoàng tử cuối cùng nhìn bảnh đến nỗi thần đèn cung xê phải bốc cháy, phát cuồng nè. Aladdin với bộ dạng mới anh thấy rất hài lòng. Và đây là hoàng tử Ali đến từ Abaqua. Dĩ nhiên đến hoàng cung cần có thú cưỡi và tùy tùng rồi. Thế là chú khỉ bị biến thành con lừa, sau đó con lạc đà, vẫn thấy nhỏ, phải to hơn mới oai. Thế là con voi, trông khá mạnh mẽ hơn nhiều, sau đó bão cát bay lên mịt mù. Ở trong hoàng thành, mọi thứ đều rung lắc dữ dội, mọi người đều ngỡ ngàng không biết chuyện gì sắp diễn ra. Sau đó đoàn tùy tùng đầy màu sắc rực rỡ, hàng ngàn người ca múa, binh linh bưng các món bảo vật, những giống thú quý hiếm. Đức vua và công chúa nhìn chàng hoàng tử bằng ánh mắt ngạc nhiên, trong khi thần dân đều ngưỡng mộ chàng trai này, anh còn ném tiền vàng cho người dân. Đức vua rất vui mừng chào đón hoàng tử Ali, mọi người đều tung hô chào đón vị hoàng tử sang chảnh này. Khi vào yết kiến vua, tuy dáng vẻ bề ngoài là chàng hoàng tử, nhưng không thể che đậy được chàng là một người dân nghèo. Khi thấy đức vua, ăn nói thì lúng túng, thần đèn nói vương quốc nằm phía bắc thì anh lại nói phía nam. Sau đó là quà cưới rồi, chàng lúng túng đến nỗi giới thiệu một đống gia vị, vàng, thú quý, mức sau cùng là trang sức. Nói chứ sao anh ngốc này làm hoàng tử được trời, ngốc ơi là ngốc, đến độ lỡ lời bảo đi mua công chúa thì ai mà thèm lấy kia chứ. Công chúa bỏ đi, nếu là bạn thì bạn có muốn đứng đó nữa không nào, thật là vô duyên. Đức vua cho anh cơ hội để trình bày lại vào tối nay khi họ ăn mừng vụ thu hoạch, sau đó ông lắc đầu bỏ đi. 10.000 năm qua chưa bao giờ thần đèn xấu hổ như hôm nay. Đang trên đường dự tiệc, cha pha chặn anh lại và nói, tôi biết anh là ai, làm chàng hàng tử Ali mặt tái nhợt không còn miếng máu. Cũng may là hắn khen anh đẹp trai và có đầy tham vọng giống hắn. Hắn đề nghị được liên minh với chàng, hắn định dùng phép thuật thôi miên thì thần đèn cắt ngang. Và không thể qua mặt được thần đèn rồi đúng không các bạn? Cậu thấy được công chúa nhưng nơi này đông người làm cậu cảm thấy sợ hãi. Thần đèn bị mê hoặc bởi nàng người hầu. Anh sống trong đèn lâu rồi, giờ là lúc để quẩy cho đã. Khi lại gần công chúa, anh thấy vị hoàng tử kia lại trước, một pha bẻ lái thần thánh. Thần đèn thấy anh ngồi chậu nước hỏi, tại sao lại ở đây, anh đang làm cái gì vậy? Anh thiếu tự tin trả lời, kiểm tra nhiệt độ nước, rãnh vãi. Anh thấy mình không bằng tên kia. Thần đèn nói, tôi chỉ làm cho anh giống hoàng tử vẻ bề ngoài thôi. Còn bên trong anh phải thực sự tự tin vào bản thân mình.
anh lại thích đức vua hơn. Thần đèn bảo chắc là ông ấy muốn anh làm vợ á. Anh rất cố gắng để mở lòng mình hơn. Anh Nuance đợi thời điểm thích hợp để tán tỉnh công chúa. Các bạn biết đấy, đời người nếu chờ đợi thời điểm thích hợp để làm một việc quan trọng, liệu có hay không? Thần đèn thổi một cơn gió đưa chàng đến bên công chúa. Anh nói xin lỗi nàng về việc mất trang sức. Đó không phải là tôi mà là tôi. Không phải tôi. Nghe rối não quá, công chúa nói nhảy nào. Tôi thích điều đó. Với sự giúp đỡ của thần đèn, anh trở thành một chàng trai đầy quyến rũ. Lúc này công chúa có chút rung động. Nếu một chàng trai nhảy giỏi tài hoa nhà giàu như vậy đến xin hỏi cưới, để từ chối thật khó khăn đúng không các bạn? Một điều gì đó rất lạ từ hoàng tử Ali chỉ có tên pháp sư mới nhận ra. Sau buổi tiệc, anh muốn thần đèn giúp mình sang gặp công chúa để tỏ tình. Dĩ nhiên có thể tính đây là một điều ước, nhưng anh muốn một ân huệ từ một người bạn. Anh biết thần đèn thích cô hầu gái, nên dụ thần đèn giúp đỡ. Thần đèn đến ngỏ lời với cô hầu gái. Ôi nhìn nàng ta khi nhận được lời tỏ tình kìa, cố gượng lắm để không lộ ra nỗi vui mừng. Nàng chấp nhận đi với thần đèn đi dạo và hỏi anh có thích phô mai cừu không. Khi đó hoàng tử Ali chúng ta xuất hiện. Công chúa thắc mắc sao anh vào được và muốn hỏi trên tất cả bản đồ nàng có không thấy được vương quốc A3qua của chàng. Đang đi dạo với bạn gái mà còn gặp Aladdin thì bó tay. Thần đèn giúp anh qua mặt công chúa lần nữa. Sau đó anh lại mời nàng đi dạo xem thế giới này rộng lớn và thực tế như thế nào. Anh leo lên lan can nhảy xuống. Nói thật không có thảm thần chắc chắn là sắp mặt rồi. Chưa kịp hết ngỡ ngàng, anh nói công chúa hãy tin mình và dìu nàng lên tấm thảm. Cả hai bay lắc, bay lượn. Tuy không biết nhảy nhưng hát lại là một biệt tài của Aladdin. Anh dẫn công chúa bay qua khỏi vương quốc đến nơi cuối chân trời, bay qua thảo nguyên, qua đại dương, và cuối cùng họ quay về hoàng cung. Công chúa đã thực sự mở lòng với chàng trai chân thành đầy tài hoa này. Hai người cùng nhau ngắm thần dân vui vui nhảy nhót. Tuy nhiên anh vuốt tóc này đã để lộ thông tin rằng anh chính là Aladdin. Có lẽ một người con gái sẽ không thích người yêu của mình lừa dối, giấu mình đâu đúng không các bạn? Anh đưa nàng về cung và trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào. Trái tim của công chúa đã thực sự thuộc về anh rồi. Nàng đã nhận ra sự an toàn nơi chàng. Biết rõ thân phận mà nàng muốn biết, con vẹt đã thấy hết mọi thứ. Anh tâm sự với thần đèn, công chúa biết thân phận của anh là Aladdin. Thần đèn nói với anh, sức mạnh của thần chỉ ở vẻ ngoài thôi. Tại một thời điểm nào đó, bản chất thực sự con người sẽ lộ ra. Nhưng đó là tốt phải không nào, cô ấy đã biết sự thật rồi. Tuy nhiên cậu đã nói mình là một hoàng tử giả danh ăn trộm để xem thành phố. Một quyết định đi theo lối cũ, trước sau gì thì cậu cũng đối mặt với sự thật về bản thân mình. Công chúa không quan tâm anh là hoàng tử hay tên trộm bởi vì nàng yêu nên tin tưởng anh. Sáng hôm sau, Aladdin dắt theo chú khỉ đi vào gặp công chúa, được nửa đường quân lính chặn chàng lại, bị bắt và trói vào ghế. Tên pháp sư là người bắt anh. Hắn ta biết anh là Aladdin, một người sở hữu tấm thảm thần kỳ từ hang động kỳ quan. Hắn hỏi anh tung tích chiếc đèn nơi đâu và phải giao nộp cho hắn. Abu rất khôn ngoan biết được sự nguy hiểm, lấy cây đèn và cùng thảm thần bay đến cứu anh. Hắn muốn dìm anh chết, nếu anh sống là do cái đèn, trường hợp nào anh cũng sẽ chết dưới tay của hắn. Nói xong một gậy đẩy Aladdin rơi xuống biển. Tuy nhiên đạo diễn đã ném chiếc đèn thần cho anh, tuy vậy bị trói dưới đáy biển rất khó để chạm vào chiếc đèn. Lúc sau chạm được thì Aladdin cũng no say rồi. Thần đèn dùng một giao dịch thỏa thuận bằng giấy tay và ký tên thay cho Aladdin. Thần đèn lúc này xem anh là một người bạn nên rất lo lắng cho anh. Aladdin tỉnh dậy, anh cảm ơn thần đèn đã cứu mạng anh. Dù bất cứ giá nào thì đó là điều anh mang ơn cứu mạng của thần đèn. Anh cùng thần đèn lên kế hoạch vạch tội Jaffa. Hắn vu khống hoàng tử Ali dẫn quân tấn công vương quốc. Thế nhưng công chúa và Aladdin đã vạch ra bộ mặt thật của hắn. Hắn dùng phép thuật mê hoặc nhà vua. Aladdin nhận ra tích trượng của Jaffa có vấn đề, nên anh đã phá nát tích trượng. Không còn phép thuật, hắn bị nhà vua tống vào ngục. Lúc này con vẹt xuất hiện với chìa khóa. Các bạn cũng đoán ra chuyện gì tiếp theo rồi chứ? Tại hoàng cung, nhà vua rất vui mừng và nhận Aladdin là con trai. Chàng ta vẫn không nói ra sự thật. Anh quyết định giấu đi thân phận thật sự của mình, chỉ là một tên nghèo hèn. Anh không muốn thực hiện lời hứa với thần đèn. Thần đèn đau lòng với những gì Aladdin nói ra. Ông không quan tâm anh ước điều gì, điều đó không quan trọng, nhưng cậu nói dối người cậu yêu. Thay vì từ bỏ tất cả, cậu càng giả vờ được lâu, cái cậu nhận lại càng ít. 10.000 năm nay, tôi chưa bao giờ gọi ai là bạn của mình. Tôi đã phá vỡ quy tắc, tôi cứu cậu, cậu đang làm tan nát trái tim tôi, cậu bé à. Nói xong ông buồn vã trở lại cây đèn. Cậu lấy cây đèn trở về nhà, trên đường đi bị một người móc túi lấy mất cây đèn, đó chính là Jaffa, bây giờ hắn chính thức là chủ nhân của đèn thần. Hắn trở lại cung điện để trả thù, hắn bắt đầu triệu hồi thần đèn thực hiện điều ước thứ nhất của mình. Hắn ước trở thành quốc vương, thần đèn dùng phép thuật cả hoàng cung lan tỏa ánh sáng xanh và Jaffa trở thành quốc vương như ý. Lúc này Aladdin đã thấy chiếc đèn không còn trong túi. Anh biết Jaffa đã lấy cắp cây đèn, công chúa đã dùng những lời lẽ vừa hợp tình hợp lý thuyết phục được viên thẩm phán. Bổn phận không phải là danh dự, thử thách lớn nhất của chúng ta là không lên tiếng chống lại kẻ thù của chúng ta.
cha pha hắn không xứng đáng làm vua, hãy đứng lên cùng người Azabat. Lúc này quan thẩm phán cho lính bắt tên pháp sư, hắn lại trà kê đèn, sử dụng điều ước thứ hai, thần đèn, ta ước mình trở thành phù thủy hùng mạnh nhất, điều hắn ước bắt đầu trở thành sự thật. Hắn ném viên thẩm phán và đám lính xuống đáy ngục, con mèo nhỏ cũng bị vạ lây. Hoàng tử Ali xuất hiện, nhưng anh vẫn chậm hơn cha pha, hắn biến anh trở lại hình dáng tên trộm Aladdin. Công chúa và quốc vương chưa kịp ngỡ ngàng chuyện gì xảy ra, thì chàng trai Aladdin đã bị phù thủy đưa đến tận cùng trái đất, tưởng rằng sẽ bỏ mạng tại đây, anh được thảm thần đến cứu mạng kịp thời. Lúc này ở hoàng cung, cha pha ép hôn công chúa Jasmine, nàng đã thấy thảm thần xuất hiện từ xa, nàng lợi dụng lúc sơ hở đã cướp cây đèn nhảy xuống dưới, và được thảm thần cứu cả ba cùng bay đi. Cha pha biến con vẹt thành một con chim bự đi cướp lại cây đèn, lại vụt mất ngọn đèn lần nữa. Hắn nỗi giận biến một cơn bão lốc xoáy cuồn cuộn, cuốn đám người Aladdin và cây đèn trở lại. Giờ đây Aladdin nói với hắn vẫn có một thứ, một người nào đó, mạnh hơn ngươi, và thần đèn là người ban cho ngươi sức mạnh, ông ta có thể lấy nó đi, và mãi mãi ngươi phụ thuộc vào thần đèn, không có quyền lực hơn ông ấy. Aladdin đã đánh trúng tâm lý của tên pháp sư độc ác, hắn bị ám ảnh bởi vị trí thứ hai, hắn phải là thứ nhất, vì vậy điều ước thứ ba được thực hiện ngay sau đó, hắn ước trở thành người quyền lực nhất vũ trụ, mạnh hơn cả thần đèn. Dĩ nhiên thần đèn ban ngay cho hắn sức mạnh, hắn trở thành thần đèn mạnh nhất vũ trụ, nhưng không thể ngờ rằng thần đèn không có chủ, sẽ trở về lại cây đèn của mình, hắn kéo theo con vẹt và cùng bị hút vào cây đèn. Thần đèn ném hắn trở lại hang động kỳ quan. Aladdin từ chối lời xin lỗi của quốc vương và công chúa sau những lời nói dối của chàng. Aladdin cầm chiếc đèn lên, anh thực hiện ước muốn thứ ba, đây là điều ước anh muốn dành cho một người bạn của mình, anh ước thần đèn được tự do, quá hạnh phúc. Ông ôm chầm lấy cậu, cảm ơn người bạn nhỏ, kết thúc phim thật ngọt ngào, thần đèn giờ đây đã được sống bên cầu hầu gái xinh đẹp, và có hai đứa con, cùng nhau du lịch khắp thế gian, công chúa lúc này được vua cha chuyển lại ngôi vị, và quốc vương thì có quyền thay đổi luật pháp, nàng kết hôn với Aladdin, cả hai cùng sống hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện cho ta biết quyền lực và tiền bạc là không bao giờ đủ cho bạn cả. Nếu có cây đèn trong tay bạn sẽ ước điều gì? Liệu bạn có thể kiểm soát được những ham muốn của mình hay không? Tình bạn hãy tôn trọng lời hứa, vì người bạn thân sẽ không bỏ bạn lúc bạn có nghèo hèn hay khổ sở ra sao đâu. Hãy trân trọng đừng để đánh mất nhé. Tình yêu cũng vậy, nó được xây dựng trên tính trung thực. Khi yêu ai đừng lừa dối họ bất cứ thứ gì nhé. Tin tôi đi, vì chính bạn cũng không muốn bị lừa dối đâu. Cảm ơn các bạn theo dõi Sakura nhé. Hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé.